Ta-da! Nhoi Seo, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cô Ý Ca. Hôm nay mình có bạn cùng khám phá chuyện trong tuần thứ 2, tháng thứ 8. Ta sẽ có những gì các bạn? Rất là nhiều bộ chuyện mới mình tiến hành review trong video lần này nha các bạn. Chúng ta sẽ có đây là Kumi nữ hằng sợ giao tiếp tập 23, tập 24. Chúng ta có Episode nha các bạn của tác giả Boichi, phiên bản tiếng Việt luôn. Mình sẽ review luôn cả phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Nhật nha các bạn. Chúng ta có tiểu thuyết về Lao nha các bạn, hành trình phát triển từ lúc nhỏ tới lúc lớn của Lao. Chúng ta chào mừng sự trở lại của tập 9, bài Family, gia đình điệp viên, phiên bản thơ, phiên bản giới hạn kèm theo quà tặng nha các bạn. Chúng ta chào đón tập 2 của ngày nghỉ ngày phản diện nha các bạn, ngày nghỉ của ngày phản diện. Và chúng ta sẽ có tập 1 của Lyra Lao Rainer và kèm theo quà tặng luôn nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review kỹ hơn về từng tập truyện nha các bạn. Tiếp theo chúng ta cùng khám phá tập 24 của Kumi nữ hằng sợ giao tiếp nha các bạn. Đây là cái bó kẹt được tặng kèm đeo tập 24 nha các bạn. Em hình của Kumi khá là xịn sò nha các bạn. Chúng ta cùng bị rời biệt Kumi nữ hằng sợ giao tiếp. Đây giá tiền khoảng như thế nào? 25.000 nha các bạn. Mua chiếc xấu thì nó có thể là quanh quẩn 21.000, 22.000 nha các bạn. Rồi đây là biệt kêu bên trong, biệt kêu trắng đen, không có chân màu nào hết, chuyện được cái đi shop bình thường thôi. Tập 24 Kumi nữ hằng sợ giao tiếp, Kumi và Tanano chính thức thành một cặp. Cả hai thậm chí còn ngây ngùng gượng gạo hơn trước. Một cách giao tiếp mới của đôi trẻ, mối quan hệ mang tên người yêu bắt đầu. Kumi muốn nắm tay mà chẳng dám. Và khoảnh khắc những cảm xúc biến thành lời nói ở những miếng khác. Chúng ta là dẫn hứa cuộc sống học đường của đám học sinh dành hết cho buổi lễ tốt nghiệp, cuộc thi chọn quần áo hẹn hò cho Kumi và rất nhiều nỗ lực khác của tất cả mọi người. Câu chuyện hài hước về người đẹp sợ giao tiếp muốn truyền tải những cảm xúc chất chứa trong lòng đã bước sang tập 24. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.